các bạn thân mến <laughs> hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với các bạn rồi đây và như đã hứa thì tối ngày hôm nay chúng mình sẽ gặp nhau đúng hôm nào à, lâu lắm rồi thì chị mới phát trực tiếp vào buổi tối chủ nhật như thế này chị hy vọng là các bạn đã có thể lên xem phần livestream này và nếu như mà các bạn đã lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé vì chị rất là hy vọng có thể nhận được lời chào từ các bạn đấy được không ok chưa các bạn lên chưa nhỉ Các bạn lên chưa? Hello, xin chào Vân Dương Các bạn ơi, lên nhá, Lên gặp chị nha Tôi ôm đàn và hát khi xa cùng bè bạn Giấc mơ con là vòng quanh thế gian Ok, xin chào Như Quỳnh Xin chào Thùy Linh Xin chào Quỳnh Anh Ok, xin chào các bạn các bạn ơi ngày hôm nay thì đúng là kiểu gió mùa đông bắc lại về ấy đúng không tự nhiên chúng mình có cảm thấy kiểu cô đơn khi mà tự nhiên lại có một đợt không khí lạnh nữa về không đã lâu lắm rồi thì chúng mình không được đi học để gặp nhau phải không ạ à, em ơi gió lạnh cận kề rồi ngày hôm nay gặp nhau ở trong phần phát trực tiếp này, chị sẽ chữa cùng với các bạn một cái đề. Và nếu như mà có thể thì biết đâu chúng ta sẽ tìm thấy những cái trái tim đồng điệu để cùng với nhau trở thành đôi bạn cùng tiến thì sao, đúng không? Rồi xin chào 115 bạn đang xem phần livestream của chị. Các bạn ơi, các em nhìn ở đây thì chắc chắn là các bạn cũng đoán ra ngày hôm nay chị sẽ chữa đề ở trong đâu rồi phải không ạ? Học văn thật khó nhưng mà thật vui, yêu văn thêm chút là làm được thôi. Rồi ok à, Xin chào à, xin chào các bạn nhá Xin chào Hương Các bạn ơi Kim quay trở lại với chị nhá à, Xin chào 150 bạn đang xem phần livestream của chị Bao nhiêu lớp áo không bằng lớp view Đúng không? Phải không? <laughs> Bao nhiêu lớp áo không bằng lớp view Ok xin chào Khánh Linh Hiện tại thì đã có khoảng gần 200 bạn đang xem phần phát trực tiếp này rồi À uh, thế nên là chúng mình sẽ cùng đợi nhau một chút xíu. Nhìn vào đây thì các bạn cũng biết là ngày hôm nay chị sẽ chữa đề ở trong cuốn sách nào rồi phải không ạ? Đã những bạn nào đã có sách rồi nhở Những bạn nào đã có sách rồi thì giơ tay lên cho chị biết nha Rồi ok, xin chào 220 bạn đang xem phần livestream. Ngày hôm nay sẽ là một cái đề rất là quan trọng đấy. Nên là chị mong là các bạn cũng sẽ chuẩn bị một cái tâm thế thật là tốt để chúng mình có thể chữa cái đề với nhau. Chị đã nói rồi gặp nhau này để cùng học hành này, gặp nhau để cùng chia sẻ này, đúng không? Gặp nhau để cùng làm gì nữa? Gặp nhau để cùng à biết đâu tìm được một người bạn cùng tiến thì sao? Phải không? <laughs> chị thì không thể nào kiểu là có một cái sức mạnh là đi phát người yêu cho các em được, nên là các em không không nên đòi hỏi chị là chị ơi chị xem thì có được phát người yêu không? Chị không gọi là chị không dám hứa hẹn về việc đấy đâu nhá. Ok xin chào Thúy Dung. Xin chào em. Các bạn ơi Quay trở lại với chị chưa? Rồi ok, chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhá Chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi tối ngày hôm nay được không? Hay là đợi các bạn ấy thêm 2 phút nữa nhá Để cho mọi người lên rồi thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu à, Nếu như mà các em ơi Nếu như mà bạn nào có sách Nếu như mà bạn nào có cuốn này ấy thì các bạn nhanh chóng bỏ ra để chúng mình cùng chữa đề ở trong cái cuốn này nhé Ngày hôm nay chị sẽ cùng với các bạn hướng dẫn cho các bạn về cách làm đề Chúng ta học sách này như thế nào để đạt được cái hiệu quả cao nhất này Và chị sẽ chữa cho các bạn một đề để xem là nếu như mà có cuốn sách này rồi ấy Thì các bạn nên sử dụng nó như thế nào Ok không? Rồi, à, các bạn lên hết chưa? Chị sợ là À, <laughs> em đã sửa soạn cho mình một tâm hồn đẹp à Ok, rất tốt Chị rất muốn cái điều đấy Đấy là điều mà chị rất là mong muốn từ các bạn. Hãy chuẩn bị cho hãy chuẩn bị cho mình một tâm thế sẵn sàng và một tâm hồn thật đẹp để cùng học với chị nhá. Để chúng mình cùng thu thu nhặt nhiều thứ hơn, ok không? Rồi. Trong lúc mà đợi các bạn lên đấy Chia sẻ giúp chị phần livestream này nha. Được không? <laughs> Rồi các bạn ơi, à sẽ đọc tặng cho các bạn một cái bài thơ như thế này rất là phù hợp. À, rất là phù hợp với cái thời tiết. Được không ạ? Rất phù hợp với thời tiết ngày hôm nay khi mà gió Bắc đang về Các bạn ở ngoài miền Bắc thì chắc chắn một điều là Là kiểu như là chắc chắn một điều là kiểu sẽ rất là lạnh ấy Bởi vì là gió đông cận kề tự nhiên lại có một cái đợt không khí lạnh đúng không? Thế nên là chị muốn là đọc tặng cho các bạn nghe bài thơ này Và chị cũng hy vọng là các bạn sẽ thích bài thơ này nhá Đố các bạn biết là chị định đọc tặng cho cái bài thơ gì đấy Mà lại phù hợp với chủ đề luôn Nào Đố các bạn biết đấy các em cho chị một vài một vài cái cái gợi ý xem nào xem là chị Hiên xem các bạn có đoán được suy nghĩ của chị không? Xem mà các bạn có có một cái siêu năng lực là đoán ra cái suy nghĩ của chị không? Chị đang định đọc bài thơ gì? Đối với các bạn biết. <laughs> uhm, chị thấy rất là nhiều câu hỏi của các bạn dành cho chị nhá. Hiện tại thì uh, sắp tới chị sẽ làm một cái chương trình kiểu hơi bị xịn sò một chút xíu và chị sẽ bộc lộ dần 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 hé mở dần dần với các bạn nhưng đây sẽ là một cái chương trình free mà ở chương trình này mình sẽ học được rất là nhiều thứ và sẽ gọi là gì ạ? À, livestream trực tiếp trên Fanpage Học Văn chị Hiên. Thế nên là nếu như mà có thời gian thì chị muốn là các bạn cũng có thể dành một cái khoảng thời gian cuối tuần để chúng ta ghé qua Fanpage Học Văn chị Hiên để đón xem một cái chương trình cực kỳ là thú vị nhá. Chị cùng với team chị à, đang à, gọi là lên kế hoạch cùng với nhau rồi. Ok, xin chào các bạn. Các em ơi các bạn có đoán ra được là chị định đọc bài thơ gì cho các bạn không? Thử đoán xem. Các bạn thử đoán xem xem là chị định đọc bài thơ gì? À miền Nam miền Trung đang thiếu nước ăn à À chị biết chị có biết thông tin này Chị có biết thông tin này uhm, Bài thơ gì xác định bài thơ Covid Ok xin chào Hoài Xin chào em <laughs> Nghệ An lạnh quá <laughs> Vào tìm người yêu à Danh Hả Các em nó vẫn còn nhỏ nhá Các em nó vẫn còn nhỏ dài Các bạn ấy còn đang phải học nhá Ok, xác định bài sang thu Chưa cả vào hè đã sang thu rồi các bạn ơi, thôi thì à, không để các bạn à, Em ơi gió lạnh đã về Em ở đâu đó gần kề bên anh à À rồi, đấy là bài thơ gì đấy, tên là gì đấy Chị sẽ đọc tặng cho các bạn nghe một bài thơ Mang tên là bài thơ Trời trở rét Của nhà thơ Xuân Quỳnh Ok chưa ạ? Bài thơ như thế này Chị hy vọng là các bạn cũng có thể bắt gặp ở đâu đó những tình cảm của riêng mình và chị cũng mong là vào một ngày tự nhiên mà miền Bắc của chúng mình lại chuyển lạnh như vậy Thì chị cũng mong là các bạn có thể giữ cho mình một tâm hồn này, một trái tim này, một cơ thể này Thật là ấm áp Đừng đi ra ngoài nhá Bởi vì bây giờ chúng ta vẫn đang trong thời gian cách ly giãn cách xã hội Thế nên các bạn đừng đi ra ngoài Hãy ở nhà Nghe audio của chị Hiên này Đọc sách của chị Hiên này và học hành thôi Mình không có nhiều thời gian đâu Đúng không? Rồi, bài thơ trời trời rét của nhà thơ Xuân Quỳnh như sau Sao không cài khuy áo lại anh Trời lạnh đấy hôm nay trời trở rét Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp Bụi mù ngoài đường phố ít người qua Em từ nhà ra tới ngã tư Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất Chờ sang đường đèn xanh vừa bật Em lại quay về thành phố mùa đông em đi qua hiệu sách ngoại văn, cô bán sách ngồi sau quầy lặng lẽ. trong tủ kính sách nằm yên tĩnh thế, nào ai hay bão táp ở từng trang. vừa đến vừa hay là mặt nước hồ gương, vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu. trời chờ gió, hồ trở nên mềm yếu, nên đổi thay rồi một sắc ưu tư. chỉ vui là những gánh hàng hoa rét nóng mặc thế nào hoa cũng nở hoa mỉm cười rễu người qua phố đang giấu trong áo ấm niềm lo em thấy mình cũng thật vần vơ lại đi thương cây bàng trước cửa dù cây nhỏ gió dù gió dữ hết mùa này cây lại lên xanh sao không cài khuy áo lại anh trời lạnh đấy hôm nay trời trở rét các bạn ơi à, đó đó là bài thơ trời trở rét của nhà thơ xuân quỳnh được không ạ à? chị nghĩ là vào một cái ngày mà trời hà nội này rồi thì các tỉnh miền bắc đột nhiên trở lạnh như vậy thì chúng ta rất là phù hợp để nghe một bài thơ như vậy <laughs> trời ơi đấy chị nói nhiệt tình quá chị sặc luôn ấy và chị rất là hy vọng là bài thơ vừa rồi thì đã mang tới cho các bạn những cái cảm xúc êm ái nhất Bình yên nhất để chúng ta bắt đầu ngày hôm nay cùng với chị nhá. Rồi, chúng ta sẽ cùng bắt đầu uh, giải quyết một cái đề ở trong buổi tối ngày hôm nay nha. Nhưng mà trước tiên để chị bật cái đèn cho sáng đã nhá. Ok chưa? Chị sẽ bật cái đèn cho sáng đã nhá. Rồi, các bạn ơi chuẩn bị giấy, bút và sách ra giúp chị nhá. Xin chào 260 bạn. vừa đi chị vừa đi lấy 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 bút và bật đèn. Rồi ok. Chúng ta sẽ cùng chữa nhá. Các bạn muốn con số bao nhiêu? Các bạn muốn chị chữa đề số bao nhiêu? Ở trong cuốn sách này thì có 20 đề. Thế nên là chị không biết là các bạn muốn là chị sẽ chữa đề bao nhiêu cho các bạn. Nào chị sẽ gọi là chị sẽ gọi là để cho các bạn thoải mái. Các bạn muốn chị uh, chữa đề số bao nhiêu ạ? À? Ở trong cuốn này thì chị có 20 đề. Các bạn muốn chị chữa đề số bao nhiêu cho chị một con số nhá. <laughs> chiều theo ý các bạn luôn đấy, thật sự đấy là chiều theo ý các bạn luôn. ở à, Nhung ơi, nếu như mà em muốn biết thêm thông tin về sách thì em nhắn tin cho admin của Fanpage Học Văn chị Hiên nhá. Đề 20 luôn à? Ok, chơi luôn, được không ạ? À? Đây, đề số 20. Chúng ta sẽ cùng xem đề số 20 nhá. À, các bạn này chị sẽ nói một chút Về cái cuốn sách này để các bạn Ồ uh... sao lại thế nhá Chị sẽ nói một chút về uh, cuốn sách này Để các bạn có thể uh, xem Ok chưa Được không nào Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy này uh, Cuốn sách này của chị thì uh, bao gồm 5 phần các bạn có thể thấy chị sẽ cho các em xem từng phần nhé. Đây ạ. À? Ok chưa? Được chưa nào? Cấu trúc sách luyện đề này, chúng ta sẽ có phần 1 ở đây là cấu trúc đề thi trung học phổ thông quốc gia. Phần thứ hai là kiến thức môn ngữ văn ôn tập trọng tâm. Phần thứ ba là kiến thức bổ trợ làm bài thi then chốt. Phần thứ tư là 20 bộ đề trọng tâm kèm theo hướng dẫn giải đề. Và phần thứ năm là lời lời khuyên ôn văn giai đoạn nước rút. Ok chưa nào? Nhá. Thì các bạn sẽ nhìn thấy này, trước tiên đây là phần cấu trúc đề, được không ạ? Phần 1 của chúng mình ở đây là phần cấu trúc đề thi quốc trung học phổ thông quốc gia. Ok chưa? Thì ở đây chị đã list ra cái cấu trúc của đề thi trung học phổ thông quốc gia để các bạn biết là các bạn cần phải học cái gì rồi này. Được không ạ? À? Đây cái tiếp theo này. Chúng ta có phần tiếp theo, đây là sau khi đấy xong là phần 2, chúng ta có kiến thức ôn tập Ngữ văn trọng tâm. Thì ở phần này chúng ta sẽ học về kiến thức đọc hiểu này. Ok chưa? Kiến thức đọc hiểu đây rất là đầy đủ. Sau đó thì chúng ta sẽ học về uh, kiến thức nghị luận xã, kiến thức nghị luận xã hội này. Ok chưa? nhá, kiến thức nghị luận xã hội này. Và sau đó thì đây chúng ta sẽ có trong cái phần này có rất là nhiều thứ. Và có một cái này khá là hay nữa. Ở trong cái phần này này. Đây là dạng chứng minh nhận định các kiểu này đủ hết luôn. À Đây, các bạn nhìn này. Thì ở đây mình sẽ có là Được không? Đây, kiến thức bổ trợ bài thi then chốt này. Được không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ có những cái dẫn chứng này. Những cái bảng dẫn chứng thế này luôn để cho các bạn tìm hiểu. Ok không ạ? Những cái dẫn chứng như này luôn trong dịch Covid các kiểu này để cho các bạn có thể tìm hiểu. Và rất là nhiều dẫn chứng ở đây mà các bạn có thể có thể tìm hiểu và nhận định hay về văn học. Cái phần này thì các bạn có thể đưa vào nghị luận văn học này. Ok chưa? Rồi thôi chị không nói quá nhiều về cuốn sách này nữa nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cái đề số 20 như các bạn đã nói với chị luôn. Được không ạ? Đề số 20 của chúng ta để chị xem là trang bao nhiêu. Đề số 20 của chúng mình là trang 173. Ok không? Trang 173. Các bạn chuẩn bị giấy bút chưa? Các bạn chuẩn bị giấy bút chưa nhỉ Để chị xem là nó vào bài gì nhá Oh my god Cái này nó lại vào bài uh, Chiếc thuyền ngoài xa Của nhà văn Nguyễn Minh Châu các bạn ạ đây nhưng mà chị sẽ chữa cho các bạn cái phần đọc hiểu này. Còn một lát đợi cái câu nghị luận văn học mà các bạn muốn đổi câu khác thì chị cũng ok thôi bởi vì là chiếc thuyền ngoài xa thì chúng mình cũng mới thi rồi thế nên là sẽ có nhiều bạn nói rằng là chúng ta sẽ làm ở cái bài khác, ok chưa? Đây, đây sẽ là cái phần đọc hiểu của chúng mình nhá. Các bạn ơi, nếu như mà ai có sách thì mở ngay ra giúp chị nhá. Được không nào? Bạn nào có sách không ạ? À? Bạn nào có cuốn sách này thì mở ngay ra giúp chị để chúng ta cùng chữa cái bài này nhá. Đây ạ, à, đề số 20. Ok chưa? Nhá, đề số 20. Hôm nay thì team chị Hiên đã phải làm việc rất là vất vả bởi vì là cái chiến dịch vừa rồi tổ chức cho các em ấy, các bạn cũng biết đúng không? Đấy là 10 ngày chúng áp à, 7 ngày chúng ta liên tục làm nghị luận xã hội ấy. Thực sự đó là một cái công cuộc rất là vất vả của team chị Hiên nhưng mà cũng đầy tự hào và cực kỳ là vui. Được không ạ? Chị hy vọng là sau này khi mà fanpage học văn chị Hiên tổ chức những cái chiến dịch Ví dụ như là 7 ngày cùng luyện tập kỹ luận xã hội này Thì các bạn cũng sẽ nhiệt tình tham gia như vậy nhá Các bạn ơi, tất cả những cái thông tin về cuốn sách này Thì các em sẽ nhắn tin cho fanpage học văn chị Hiên để được giải đáp tốt nhất nha Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nhau này Trước tiên, câu số 1 làm cùng với chị ngay bây giờ nhá Chúng ta có phần đọc hiểu 3 điểm, được không nào? Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi Chúng ta có trích trong một cái bài thơ tấm bằng của hoàng ngọc quý ở trong cuốn văn học và tuổi trẻ như sau có những vĩ nhân được nhân loại khắc tên bởi những tấm bằng xứng danh trong lịch sử và có những tấm bằng chứng nhận những việc làm tuy nhỏ nhưng đã cố gắng hết mình vẫn quý trọng biết bao có được điều lớn lao từ những gì nhỏ bé đừng bao giờ chứng minh cuộc đời bằng những gì không thể như những tấm bằng không gì ạ như những tấm bằng không bằng được chính ta. Ok ông nào. Chúng ta có bốn cái câu hỏi nhỏ ở đây. Được không ạ? À? Các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng làm nhá. Câu số 1. Rồi, phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên là gì? Câu số 2, xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong đoạn thơ trên. Câu số 3, những tấm bằng mà tác giả nhắc đến ở đoạn thơ nhằm chứng nhận điều gì? Và câu số 4, ở khổ, ở khổ thơ đầu, tác giả muốn bày tỏ điều gì? Ok chưa ạ? À rồi, câu số 1 rất là đơn giản đúng không? Chúng ta thấy rằng là phương thức biểu đạt chính. Hãy nhớ nhá, chị luôn luôn nói với các bạn là nếu như mà cái câu hỏi mà hỏi chúng ta là phương thức biểu đạt hay là phong cách ngôn ngữ mà là chính ấy thì chắc chắn là chỉ có một thôi. Đáp án chỉ có một thôi. Còn nhiều cái trường hợp là người ta hỏi là xác định phương xác định những phương thức biểu đạt của văn bản trên thì thường sẽ là phải hai hoặc là trên hai. Ok chưa? Thì ở đây chúng ta thấy chính tức là chỉ là một thôi Vậy thì đồng nghĩa với việc là thơ chính xác thường sẽ gắn với biểu cảm Và đây câu trả lời chính xác của chúng ta là biểu cảm Được không? Nhá, bạn nào làm đúng phần này ạ? À? không được 0,5 điểm Ok chưa nào? Rồi câu số 2 này Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong đoạn thơ Ok không? chúng ta thấy rằng là đây là hỏi về xác định và nêu tác dụng vậy thì nếu như mà bạn nào mà đã học chị nhiều rồi ấy thì bao giờ chị cũng sẽ đưa cho các bạn một cái phương pháp để các bạn làm đó là gì nhỉ trước tiên là các bạn gọi tên cái biện pháp đó ok chưa trong nhiều trường hợp chúng ta sẽ chỉ ra xem là phương pháp đó ở đâu nằm ở đâu trong cái văn bản đó và sau đó chúng ta sẽ nêu tác dụng và đó là cái quy trình mà các bạn nên sử dụng Được không ạ? Đó là quy trình mà các em nên sử dụng để khi mà chúng ta gặp cái câu hỏi là về biện pháp tu từ Hãy nhớ cái này nhá Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng Cái biện pháp tu từ ở đây chúng ta có Đó chính là gì? Đối lập Hay nói cách khác Chính là tương phản Phải không ạ? Cụ thể là ở đâu nhở? À, có những điều lớn lao Từ những gì nhỏ bé Ok chưa? nhá và biện pháp tu từ được sử dụng này với cái tác dụng là gì nhỉ à chính xác là gì nhỉ khắc sâu ý nghĩa của những điều nhỏ bé giản dị nhỏ bé giản dị phải có những cái điều giản nhỏ bé giản dị như vậy thì chúng ta mới có được những cái điều lớn lao và phi thường chứ, đúng không? Và việc sử dụng cái tương phản đối lập này cũng làm gì ạ? À, tạo nhịp điệu. Và hình ảnh sinh động cho câu thơ. Gợi hình gợi cảm đấy, đúng không? Hãy nhớ nhá, thường ấy, không phải là nguyên tắc đâu mà thường là những cái biện pháp tu từ ấy sẽ giúp chúng ta một là nhấn mạnh và hai là tăng cái sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt. Nhấn mạnh ở đây là sẽ nhấn mạnh vào cái nội dung đấy, làm cho người đọc chú ý, ok chưa? Làm cho người đọc ấn tượng và cái thứ hai là tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt. Ok chưa nào? Các bạn ơi, bạn nào mà muốn mua sách thì các em sẽ nhắn tin cho admin fanpage Học Văn chị Hiên giúp chị nhá. Rồi, tiếp tục câu số 3 này những tấm bằng mà tác giả nhắc đến ở đoạn thơ nhằm chứng nhận điều gì à chứng nhận điều gì nhở à chúng ta thấy này có những vĩ nhân được nhân loại khắc tên bởi những tấm bằng xứng danh trong lịch sử một hình ảnh tấm bằng và có những tấm bằng chứng nhận việc làm tuy nhỏ nhưng vẫn cố gắng hết mình vẫn quý trọng biết bao vậy là gì ạ à đừng bao giờ chứng minh cuộc đời bằng những gì không thể như những tấm bằng như những tấm bằng không bằng được chính ta. Vậy thì chúng ta ở đây thấy cụ thể là có hai lần cái tấm bằng này được nhắc lại. Đúng chưa? Và chúng ta thấy rằng là gì ạ? Những tấm bằng mà tác giả nhắc đến nhằm chứng nhận điều gì ở đây nhỉ? À chính xác là chứng nhận câu 3 nhá, là chứng nhận tài năng. Tài năng phải công sức. Đúng không? Của các bậc vĩ nhân phải không ạ? của các bậc vĩ nhân và ý nghĩa của những việc làm tuy nhỏ nhưng luôn gì ạ? À, nhưng luôn cố gắng hết mình. Ok chưa? Nhá. Thì nếu như mà các bạn trả lời đúng câu 2 này các bạn sẽ có thêm một điểm. Trả lời đúng câu 3, các bạn sẽ có 0,5 điểm bởi vì đây là cái câu mà chúng ta suy ra từ cái ngữ liệu ở trong văn bản. Ok chưa nào? Và câu số 4, ở khổ thơ đầu, tác giả muốn bày tỏ điều gì? Muốn bày tỏ điều gì ở đây ạ? chúng ta có thể trả lời đó là cần biết quý trọng những tấm bằng phản ánh đúng thực chất sự cố gắng của bản thân dù đó là tấm bằng danh giá hay bình thường ok chưa ạ đó đều là sự công nhận đó có thể là sự công nhận trước những cái hành động trước những cái việc làm mang cái giá trị cực kỳ là lớn lao nhưng đó cũng có thể là những cái gì ạ công nhận cho những cái việc làm nhỏ nhưng mà lại đầy ý nghĩa thế nên là chúng ta có thể hiểu ở đây tác giả muốn nhắn nhủ ở đây là chúng ta phải cần biết quý trọng những tấm những cái tấm bằng mà phản ánh đúng thực chất sự cố gắng của bản thân dù đó là tấm bằng danh giá hay là bình thường ok chưa các bạn nhớ nhá trả lời thật là ngắn gọn cho chị được chưa các bạn trả lời thật là ngắn gọn cho chị nhá không dài dòng bởi vì ở câu này trong cái câu phần đọc hiểu chị đã nói với các bạn rồi, điều quan trọng nhất là chúng mình cần phải trả lời đúng và đủ, đúng trọng tâm, không lan man và dài. Ở cái đợt trước khi mà chị tổ chức thi thử cho các bạn ấy thì có rất là nhiều bạn đặc biệt ở cái câu số 4 này này. Khi mà người ta hỏi về nội dung hay là ý nghĩa của một cái câu nào đấy ở trong văn bản là các bạn rất là tham. Tham ở chỗ là các bạn sao ạ? Tham ở chỗ là các bạn viết rất là nhiều và rất là dài, thậm chí có những bạn viết cả gần một mặt. Những cái đó là những cái không cần thiết, em ạ thực sự là không cần thiết các bạn có viết dài ra như vậy thì các bạn cũng không được cao điểm hơn và thậm chí là các bạn còn bị trừ điểm bởi vì tốn quá nhiều thời gian tốn rất là nhiều thời gian của chúng ta chúng ta không có thời gian cho những câu sau này và đáp án thì cũng không cần thiết đến như vậy nên là trong khi mà làm cái câu thì các bạn chú ý giúp chị là đúng đủ luôn luôn trọng tâm ok chưa nhá nếu như mà các bạn hoàn thành đầy đủ phần này Chính xác các bạn được 3 điểm 3 điểm rất là dễ đúng không? Chị nghĩ là các bạn sẽ không bị nhầm ở câu này đâu Bởi vì đây là một cái câu Đây là một cái câu khá là dễ Nên là các bạn sẽ không bị nhầm đâu Phải không ạ? Rồi chúng ta có cái câu 2 ở đây. Câu rất là hay này Là một học sinh bước học phổ thông anh chị suy nghĩ gì về lời nhắn lời nhắn gửi trong câu thơ đừng bao giờ chứng cuộc đời bằng những gì không thể như những tấm bằng, như những tấm bằng không bằng được chính ta. À các bạn ơi, đây là một cái câu rất là hay đây và chị muốn là các bạn sẽ cùng với chị giải quyết cái câu nghị luận xã hội này nhá để xem là chúng ta học được cái gì từ đây. Theo các bạn thì câu nghị luận xã hội này nói về điều gì ạ? Thông điệp được rút ra từ đây là gì ạ? theo các bạn thì câu này muốn nói về cái gì nghị luận xã hội nhé ờ à, hơi lát đúng không ờ à. chị thấy là các bạn bị ao ra hết hay sao ấy chắc là các em cần phải vào lại thôi bởi vì tự nhiên nó ao ra hết chắc là hơi bị lác một chút xíu các bạn cứ bình tĩnh nhé hôm sau chị đợi các bạn được có thể là nó đang bị hơi lag một chút xíu đấy. Dạo này thì Facebook rất là lag đúng không? Rồi, ok, các bạn có xem được không? Kem có xem được không? Các bạn có xem được không ạ? Kem có xem được không? quả qua ôm đàn bà hát khi xa cùng bé bạn, ước mơ con là vòng quanh thế gian. Đợi một xíu nhá bởi vì chị thấy hơi lá đúng rồi da, 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 Ước mơ của mẹ là thấy con về lá quá nhở Anh nhà ở đâu thế? cứ tay đôi trong tim tôi chẳng nhớ đường về à Cái kiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người Thế trái tim tôi lâu nay tương tư về anh đấy Chỉ muốn anh có thể nghe được hết tâm tư này Nhưng lại sợ anh từ chối Muốn nói rồi lại thôi Đến anh và tôi phân thế Ok các bạn đã xem được chưa? Chị thấy là có khá là nhiều bạn bình luận ở đây là xem được rồi đúng không? Xem được chưa? Xem được chưa? Nếu như mà xem được rồi thì nói với chị nhá Tự nhiên chị thấy các bạn bị ao hết ra luôn ấy Chị không biết làm nào Khổ thật sự luôn ấy Em ở Nghệ An à? Sao thế? À, em ở Nghệ An, nhà em ở Nghệ An à? <laughs> chị không biết chị chỉ gọi là kiểu đôi khi mình cũng phải kiểu ngân nga vài câu kiểu để yêu đời hơn chứ đúng không rõ chưa nếu như mà rõ rồi rõ rõ rồi thì chị sẽ bắt đầu uh, Chữa câu này nhá câu nghị luận xã hội xin phép là được nhận xét như này trong cái quá trình mà ngày hôm nay kết thúc cái phần uh, chiến dịch 7 ngày nghị luận xã hội đúng không ạ ở đây có những bạn có những bạn nào tham gia thế được không ở đây có những bạn nào tham gia thế để chị sẽ nói qua một chút về những cái vấn đề mà các em đang gặp phải. Bởi vì là chị thấy là sao? Chị thấy là có rất là nhiều bạn, được không ạ? À? Có rất là nhiều bạn tham gia và viết 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 kinh khủng luôn ấy. Ngày nào cũng nộp rất là đầy đủ nhưng mà bài viết thì lại không hề chất lượng một chút nào. Thế nên là chị muốn hỏi là ở đây có những bạn nào mà tham gia cái phần vừa rồi chưa? Tức là cái phần 7 ngày ấy, thử thách 7 ngày ấy. Các bạn có có tham gia cái đấy không? Và các em đã được chấm hết chưa? Ôi, câu được câu mất à? <laughs> các em ơi, quay trở lại với chị đi Chị đang hỏi mà À ok, Ngọc Nguyên này Bích Liễu này, Hà Nguyễn này À, Bin Phạm này Rồi, chị đã thấy khá là nhiều bạn đã tham gia cái thử thách đấy rồi Đúng không ạ? Ừ Khá là nhiều bạn đã tham gia cái thử thách đấy rồi À ok, Trương Thanh Thảo này Các em có thấy là nó khó không? Và khi mà cái quá trình mà các bạn Các bạn um, Khi mà các bạn kiểu trải qua 7 ngày như thế Thì các em cảm thấy bản thân mình như thế nào? Đức Thịnh ơi, các bạn ấy xong rồi Xong cái chiến dịch đấy rồi Đức Thịnh ạ À đề này á, đề này trong cuốn Săn Tám Cộng Văn của chị nhá À ok, Phương Thảo này Thu Hà này Chị có một cái nhận xét chung ấy Ừ, chị có một cái nhận xét chung là gì? là các bạn cực kỳ là bị yếu ở trong cái phần dẫn chứng Và các em viết cái bài viết của các em cực kỳ là hay bị dối ấy Tại sao chị lại bảo là hay bị dối Bởi vì chị chị là cái người mà chị đọc cái bài viết của các em xong Mà chị không hiểu là các bạn đang viết cái gì Các em cực kỳ kém ở cái phần một là đưa ra dẫn chứng để chứng minh Hai là các em đưa ra cái thông điệp để liên hệ Đấy, thì đấy là những cái phần mà các bạn kém nhất Được không nào? À chưa được nhận xét hết à? Ôi thế à, được rồi, ok, để chị sẽ giả soát lại Thêm một lần nữa nhá Ok chưa? Nhá. Ừ, thế nên là có một cái vấn đề là Các bạn viết nhiều bạn giống như kiểu là Viết để trả bài cho chị thôi Chứ không phải là để tham gia để thay đổi Chính bản thân mình Và chị muốn là các em sẽ tự nhìn nhận lại Về cái việc đấy bởi vì Chúng ta có được hai cái điểm trong câu nghị luận Xã hội là rất quan trọng Đây là hai điểm rất quan trọng Kể cả năm nay khi mà Ừ, chúng ta thi chị nghĩ là vẫn sẽ thi trung học phổ thông quốc gia bình thường thôi sẽ không có gì thay đổi cả chỉ là lịch thi của chúng mình bị lùi thôi chắc chắn là như vậy còn ở trong cái trường hợp xấu nhất mà các trường tổ chức thi riêng thì chắc chắn là các em vẫn phải thi được không ạ à? chắc chắn là các em vẫn phải thi thì mới vào được đại học nên là chị muốn là các bạn sẽ không bị mất tinh thần và sẽ cố gắng các em sẽ cố gắng để có thể kiểu học hành thật là chăm chỉ ấy Chứ không phải là các bạn kiểu cứ chóng mặt vào mà nghĩ rằng là thôi không phải thi Ý là không phải chắc là không phải thi rồi nên thôi không phải học Đừng nghĩ như thế nhá Chị chỉ sợ là đến khi đi học lại là chúng mình chỉ còn độ một tháng ấy Chúng mình chỉ còn độ một tháng là 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 bắt đầu thi đại học luôn rồi Đến lúc đấy các bạn quay không kịp đâu Nên là hãy chuẩn bị tốt nhất cho mình đi Chứ đừng đừng có để bản thân của mình gặp phải cái sai lầm như vậy Được không? Nhá rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chữa cái câu số 2 này. Các bạn nhìn này. Đừng bao giờ chứng minh cuộc đời mình bằng những gì không thể như những tấm bằng không bằng được chính ta. Ok không? Vậy thì trước tiên, chúng ta sẽ phải giải thích. Chị sẽ làm theo đúng cấu trúc nhá. Cái phần mở đoạn thì ok các bạn có thể tự làm được rồi. Sau đó cái thao tác đầu tiên là chúng ta phải giải thích cái câu này. Được không? Chúng ta sẽ giải thích cái câu này. Ok không ạ? À? Rồi, đừng bao giờ chứng minh cuộc đời bằng những gì không thể, như những tấm bằng không bằng được chính ta. Có nghĩa là gì nhỉ? À, cái câu này mang trong mình một cái thông điệp đó là phải chứng minh với cuộc đời bằng giá trị thực của bạn. Được không nào? bằng giá trị thực của bản thân chứ không phải bằng giá trị ghi trên tấm bằng. Chứ không phải. Giá trị ghi trên tấm bằng vì nó chưa phản ánh được đầy đủ năng lực của mỗi người vì nó chưa phản ánh được năng lực Ok chưa? Nhá. Yeah. Quan trọng nhất vẫn là gì nhỉ các bạn nhỉ? Quan trọng nhất vẫn phải là cái giá trị thực của bạn. Đúng không? Quan trọng nhất vẫn phải là giá trị thực của bạn. Nếu như bạn không có năng lực, nếu như bạn không có giá trị thực của bản thân mình thì sẽ rất là khó để các bạn có thể tự khẳng định được bản thân mình. Đừng bao giờ mà nghĩ rằng là mình đã có trong tay một tấm bằng này, một tấm bằng kia mà quên đi việc là cái giá trị thực mới là quan trọng. Tất nhiên là tấm bằng của chúng ta thì cũng sẽ phản ánh một phần về cái năng lực của các bạn Nhưng mà thực lực của các bạn thì còn là một cái mà chúng ta còn phải khẳng định qua những cái việc mà chúng ta làm Ok chưa? Thường thì cái bài viết này nó sẽ rơi vào khoảng 2 mặt của tờ giấy lắm là một mặt Nhá, về dung lượng chị cái này được chưa rồi sau khi mà giải thích xong thì chúng ta sẽ bàn luận được không ạ à? phân tích và bàn luận được không chúng ta sẽ phân tích và bàn luận ok chưa nào thì bàn luận ở đây đưa ra cái quan điểm của bản thân mình được chưa ví dụ như ở đây tấm bằng phản ánh giá trị của bạn điều này là đúng đúng không nhưng tấm bằng chưa phản ánh hết thực lực của bạn năng lực của bạn và điều mà bạn cần làm là phải dùng những cái hành động để thể hiện năng lực của mình. Và từ đó, chúng ta có suy ra đúng không ạ, à? là thực lực của bản thân. Quan trọng hơn những gì được ghi trên tấm bằng ok chưa sau đó, bạn sẽ chứng minh bằng cách là đưa ra dẫn chứng thì ở đây chúng ta có thể đưa ra dẫn chứng là gì nhỉ à câu nói này À, hai cái câu thơ này chợt khiến tôi nhớ đến jack Ma chẳng được không hay là bill gates đây đều là những hình ảnh của những con người những tỷ phú đúng không ạ trên thế bản thân họ thì họ đã bỏ dở cái tấm để chuyển sang cái công việc kinh doanh và họ đã chứng minh được cái thực lực của mình và đến bây giờ thì họ trở thành tỷ phú đúng không ạ họ không có một không có một cái tấm bằng nào trao cho họ không có một cái tấm bằng đại học nào trao cho họ cả đúng không nhưng mà bản thân họ bây giờ lại trở thành một trong gì ạ à lại trở thành tỷ phú trên thế giới và được hàng triệu hàng triệu con người hàng tỷ con người trên thế giới này ngưỡng mộ ok chưa rồi thì các bạn có thể đưa ra dẫn chứng như vậy sau đó thì các bạn đưa ra liên hệ bản thân thông điệp được không? các em đưa ra thông đưa ra liên hệ bản thân và thông điệp thì ở đây các bạn có thể chứng minh một điều là gì nhỉ? à các bạn có thể đưa ra một cái thông điệp đó là gì? chúng ta trên cái hành trình đi tiến đến cái tấm bằng những cái tấm bằng để chứng minh thực chứng minh năng lực của bản thân mình là một hành trình vô cùng khó khăn, nhưng chỉ cần các bạn có đủ kiên trì và lòng dũng cảm thì bên cạnh việc các bạn giành được một cái tấm bằng để chứng minh cho thực lực của các bạn thì năng lực của các bạn cũng sẽ được thể hiện rất rõ. Chính vì vậy mà hãy không ngừng trải nghiệm, đúng không ạ? Không ngừng phấn đấu, không ngừng nỗ lực thành công để đến với chúng ta. Được không? Ví dụ là như vậy. Thì các em có thể đưa ra những cái phần liên hệ bản thân và thông điệp ở trong này. Các bạn ơi lag lắm à Ồ ờ, chị cũng thấy lag lắm, các bạn bị ao hết ra rồi. Chị thấy các em bị ao hết ra rồi ấy. Đây như chị đã nói, dung lượng của chúng thì chỉ từ 2/3 cho tới một mặt của tờ giấy thi thôi. Được không ạ? À? Lag lắm nhỉ. không hiểu sao nhưng mà chắc là chị phải tăng chị phải đổi gói mạng khác thôi không nó bị lag quá không xem được cứ hiểu bị giật giật đấy bị lag lắm đúng không bị ao hết rồi các bạn bị ao hết ra rồi Ok thôi được rồi Ngày hôm nay chúng mình sẽ tạm dừng phần phát trực tiếp tại đây nhé Bởi vì lý do là mạng lag quá Các bạn không thể xem được Được không nhá Lag quá Thế nên em phải tiết chế lại nhé Phụ nhá Hai trang là dài quá Em phải tiết chế lại đi Phải tiết chế lại đi Đề bài của chúng mình là chỉ yêu cầu đoạn văn 200 từ thôi Nên là em phải lưu ý giúp chị nhá Dài quá Thôi được rồi, ok Mình sẽ tạm dừng cái phần phát trực tiếp tại đây nhá Tại bởi vì là bị lag quá à, Tất cả những cái thông tin cần thiết Và hỏi thêm về điều gì Các bạn có thể nhắn tin cho Fanpage Học Văn Chị Hiên nha Để admin sẽ trả lời nha À ok à, Chị sẽ tìm hiểu cái live youtube Xem như thế nào để xem có ok hơn không nhá Ừ thôi được rồi Uh, chị sẽ chị sẽ lưu like lưu cái phần phát trực tiếp này này lại và lần sau chị sẽ phát trên youtube để xem là nó có ổn định hơn không nhá còn bây giờ thì các bạn bị ao hết rồi ấy. Ok, cảm ơn các em vì ngày hôm nay đã xem phần livestream này Và nếu như mà thấy hay này, thấy bổ ích này Thì nhớ chia sẻ hộ chị nhé Chị có kênh youtube rồi đấy, học văn chị Hiên Các bạn có thể tìm kênh youtube Để chúng mình sẽ sớm like với nhau trên cái kênh đấy cho nó ổn nha ok chưa rồi cảm ơn các bạn vì đã xem phần livestream này còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha xin chào và hẹn gặp lại các bạn bye bye